Ai đó giúp với. À, cái cơ thể bất động này. Bó bột chỉ vất vả trong tháng đầu tiên thôi. Hãy cùng xem những ý tưởng vui nhộn và vô cùng đơn giản với bó bột sau đây trên Woohoo. Xem này, đây là video mẹo bó bột trên Woohoo mà mọi người yêu thích nhất. Chúng mình cũng rất thích. Kìa bạn, đừng nói bạn là người diễn vai này đó nha. Cả hai trông giống hệt nhau. Không thể tin nổi, bạn phải ngốc lắm mới làm gãy xương đấy. Làm gì có chuyện đó được. Thôi vào công viên làm một vòng đi. Sẵn sàng chưa? Khởi động máy đi nào. Đường rộng thênh thang, trải dài tự do. Mình là ma tốc độ. Tăng tốc đi. Và vâng, là thế đấy. Ai cũng phải bó bột hết rồi. Lẽ ra nên thắng xe lại nhỉ. Chà, để xem có những mẹo bó bột nào hay ho không nha. Điều tệ hơn cả việc băng bó là phải giải thích cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của bạn. Cứ phải nói đi nói lại mãi. Mình ngán phải kể lại chuyện này rồi. Mình bị ngất, tỉnh dậy, đã thấy bó bột rồi. Lại một người bạn tò mò nữa. Nhanh nhanh, mau che bó bột đi. Vẽ hình găng tay vô cực lên bó bột bằng bút chì. Đồ lại nét ngoài bằng keo nến. Tô bó bột bằng màu acrylic vàng kim. Dùng màu đen để đổ bóng. Tô thêm lớp sơn vàng kim thứ hai. Hãy dùng mút trang điểm khô. Đính những viên đá màu trang trí lên. Mình thà giải thích xem đã lấy trộm chiếc găng tay từ Thanos như thế nào hơn là kể câu chuyện gãy tay. Biết đâu găng tay có phép thuật thật sự thì sao? Dù có là nạn nhân của những vụ tai nạn kinh hoàng, chúng mình vẫn muốn đi chơi. Mình sẽ quẩy tung nóc nhà. Chỉ cần cẩn thận đừng biến chân tay băng bó của mình thành vũ khí hủy diệt nha. Lau bụi khó quá hả? Hãy để bó bột giúp sức. Gắn chổi quét bụi vào chân bằng băng dính. Giờ đây dọn nhà trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết. Mình cứ như phiên bản thể dục dụng cụ của quý ngài sạch sẽ ấy. Mình muốn chơi điện tử quá đi. Nhưng bó bột thì không thể dùng chuột máy tính được. Rất khó chịu. Cảm ơn vì lòng tốt đã được phát minh. Thật là khó chịu. Ơn trời, trên đời này còn có thứ gọi là băng dính. Chỉ cần dùng băng dính xốp gắn chuột vào bó bột. Bây giờ dễ dùng rồi đấy. Mình đã thuần hóa chú chuột này. Trang điểm khi tay đang bó bột đúng là một thử thách thật sự. Muốn trang điểm hả? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thật là khó chịu. Nhưng bạn có thể trang điểm cho bó bột nổi bật hơn. Dán mặt bông của băng dán Velcro bản to lên bó bột bằng keo nến. Và dùng keo nến dán các mặt móc còn lại lên các món đồ trang điểm. Dán đồ trang điểm lên bó bột. Xem cốp đồ trang điểm thạch cao mới của mình đi. Mọi thứ đều trong tầm với. Chính xác là trong tầm tay. May mà bó bột của mình rất rắn chắc và chặt. Tay đang bị bó bột thì làm sao bắt tay được nhỉ? Chúng mình sẽ giải quyết nghi thức này bằng tay giả. Dán hai ống cắt tông với nhau tại góc bằng keo nến. Bọc lại bằng cao su xốp. Và vải nữa. Nhét mép vải vào trong. Nhồi bông đầy một chiếc găng tay. Và đeo găng lên ống nước. Đeo dây thun vào đầu kia để gắn nó lên vai của bạn. Giờ mình đã có bàn tay phụ bất cứ khi nào cần chào hỏi ai đó. Ôi, tuột ra rồi. Đừng sợ, chỉ là tay giả thôi ấy mà. Xem thử không? Hai kẻ băng bó đi hẹn hò sẽ thú vị lắm đây.
Cả hai tay đều bó bột rồi, sao mà em ăn được đây? Tội em yêu quá. Để anh làm cho, anh sẽ chăm sóc cho em. Lãng mạn lắm đúng không nào? Ấy thôi, anh đừng lo. Cảm ơn anh nha, em sẽ tự mình gắng gượng. Bó bột còn giúp bạn làm bữa sáng nữa nha. Ví dụ như đập trứng. Nhưng quả trứng cứng đầu này chưa chịu vỡ đâu. Nó vẫn chưa đầu hàng. Nào nào, nứt vỏ đi chứ. Ô trời, thế là đi tông bữa sáng luôn rồi. Này, bạn không biết đập trứng một tay như nào hả? Sao vẫn lớn được đến tầng này tuổi hay vậy? Nhìn mà học tập đi nè. Gõ nhẹ quả trứng lên cạnh chảo. Thế là bữa sáng hoàn hảo đã hoàn thành. Kỹ thuật thật đáng nể. Nhưng mình vẫn không làm được. Lúc đang bó bột thì khó mà chăm sóc sắc đẹp lắm. Chiếc lược chẳng chịu nghe lời gì hết. Đừng lo, những lúc như này cần linh hoạt. Kẹp lược vào ngón chân và chải tóc đi nào. Cuối cùng thì mấy bài học yoga cũng có tác dụng. Khi tay đang bó bột thì không đeo ba lô được. Quai còn lại biết đeo vào đâu đây? À, mình có ý này. Buộc hai dây quai ba lô lại với nhau. Như này sẽ không động chạm gì đến cánh tay bị thương. Và đeo ba lô cũng dễ dàng hơn. Sắp có bữa tiệc hóa trang rồi. Nhưng trang phục của mình không hợp với bó bột chút nào. Bạn có từng thấy một bộ xương bó bột chưa? Mình nên làm gì đây? Hãy nâng cấp bó bột nào. Tô phủ màu acrylic đen lên bó bột. Dán gai nhựa dọc theo mặt trên của bó bột. Giờ cánh tay băng bó cũng sành điệu không kém rồi. Quẩy thôi. Cùng làm một bữa tối thật ngon. Ta đã có gà và các loại gia vị. Nhưng thái thịt bằng một tay thì khó quá. Ồ, phải rồi. Vậy hãy làm thịt gà băm. Hãy dùng luôn bó bột thay cho dụng cụ dần thịt. Độ cứng ngang nhau. Đúng thế. Hãy trút mọi bực dọc lên miếng gà. Không cần kìm nén nữa. Hoàn hảo. Mời thưởng thức món gà băm tuyệt ngon. Còn mình sẽ quấn khăn quàng cổ để che bó bột. Vừa ấm lại vừa thời trang. Đi thôi. Chiếc áo khoác này không thể xỏ qua bó bột. Cảm giác như bị phản bội. Thôi được, vậy thì ở nhà vậy. Mình sẽ tự làm một chiếc áo choàng poncho. Chỉ việc cắt một lỗ để chui đầu từ chiếc chăn cũ bỏ đi, rồi choàng lên và không cần mặc áo khoác nữa. Vừa ấm mà lại thoải mái làm sao? Hẹn hò không ổn cho lắm hả? Chiếc đàn ukulele giúp cứu nguy cho bạn. Chờ nha, anh sẽ chơi một bài thật hay cho em nghe. Sẵn sàng chưa nào? Ô không, tay đàn bó bột khó đánh đàn quá. Nhưng mình sẽ dùng miếng gãy đàn. Đục một lỗ nhỏ trên bó bột và nhét miếng gãy đàn guitar vào. Thế là dù có gãy tay thì sự nghiệp đàn hát vẫn được suôn sẻ. À, đúng ra là sự nghiệp hẹn hò chứ. Một bản ballad ukulele sẽ làm tan chảy trái tim mọi cô gái. Bạn có thích những ý tưởng dành cho người đang phải bó bột này hay không? Hãy bình luận và kể cho chúng mình xem bạn đã từng gặp phải tình huống bất tiện nào nha. Và các bạn ơi, hãy theo dõi kênh của chúng mình, bấm like cho video và nhấn nút hình quả chuông nha,
đừng bỏ lỡ những mẹo vặt hài hước mới trên Woohoo.